ba mẹ con sao rồi? Dạ, 6 năm nay con cũng không có liên lạc gì với gia đình. Từ ngày bước chân vào nhà này, con đã trở thành trẻ mồ côi rồi mà. Thiệt tình, con lạnh lùng hơn má tưởng đó. Dù sao cũng là người một nhà mà, phải giữ liên lạc chứ. Hay là cuối tuần này á, con mời em gái con đến nhà nha. Sao lại hẹn em con đến đây vậy? Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ. Trước là em gái, sau đến ba mẹ. À, đám cưới của con á, má chưa có biết mặt thông gia. Bây giờ mời gặp mặt cho biết chứ. Má có tặng quà cho em gái con đó. Bộ nó không nói gì với con sao? Sao má lại tặng quà cho em con vậy? Con không biết gì hết. Nếu như mà má muốn gặp em con thì để con gọi em đến đây. Vì lâu rồi con cũng không nói chuyện với em ấy. Nè, con không tò mò là món quà gì sao? Giá trị lắm đó. Thì nó có phải của con đâu má. Với lại, những người hay tò mò thường chết sớm lắm má. Cũng thấm nhuần quá ha. Dạ, con là người biết lắng nghe mà. Làm con người thì mình phải tiến bộ, tiến về phía tương lai. Chứ nếu mà cứ dậm chân tại chỗ ở quá khứ thì làm sao được chứ. Nói hay lắm. Ăn đi. Dạ. Hay lắm. Để coi tôi chơi tức tay với cô như thế nào. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.